Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự quốc tế. Tại Thái Lan, Đảng Vì Nước Thái cho biết sẽ tìm kiếm sự ủng hộ từ Thượng viện và các đảng chính trị khác bên ngoài liên minh 8 đảng hiện có nhằm giúp ứng cử viên thủ tướng của đảng này có thể giành được đủ số phiếu cần thiết trong phiên họp quốc hội tới. Theo Đảng Vì Nước Thái, vị trí thủ tướng cần sự ủng hộ quá bán với ít nhất 375 phiếu bầu tại Hạ viện, trong khi liên minh 8 đảng hiện có tổng cộng 312 ghế. Do vậy, Đảng Vì Nước Thái hiện có ý định tiếp cận Thượng viện và các đảng khác bên ngoài liên minh hiện có nhằm giành được sự hỗ trợ cần thiết. Thông tin này được đưa ra sau khi Tổng thư ký Đảng Tiến Bước cùng ngày tuyên bố đảng này đã quyết định rút lui để Đảng Vì Nước Thái lãnh đạo liên minh 8 đảng thành lập chính phủ mới. Theo nguồn tin từ một trong các nhà lãnh đạo thuộc Liên minh 8 đảng, dự kiến ứng cử viên cho vị trí thủ tướng sẽ được công bố vào ngày 25 tháng 7, tức 2 ngày trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng tại Quốc hội ngày 27 tháng 7. Hôm qua, Nhật Bản đã chính thức đưa Hàn Quốc trở lại danh sách các đối tác thương mại ưu tiên sau 4 năm gián đoạn. Động thái diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước tiếp tục được cải thiện sau nhiều năm bất đồng về các vấn đề liên quan tới lịch sử. Với việc sửa đổi sắc lệnh của chính phủ Nhật Bản có hiệu lực ngay trong ngày hôm nay 21 tháng 7, Hàn Quốc sẽ được đưa lại vào danh sách nhóm A là nhóm các đối tác thương mại đáng tin cậy, gồm 27 quốc gia được Nhật Bản ưu tiên trong quan hệ thương mại. Theo đó, hầu hết các mặt hàng xuất khẩu từ Nhật Bản sang Hàn Quốc sẽ không cần xin giấy phép. Động thái này diễn ra sau khi Hàn Quốc hồi tháng 4 vừa qua cũng đã đưa Nhật Bản trở lại danh sách ưu đãi về thương mại. Trước đó, vào tháng 8 năm 2019, Nhật Bản đã đưa Hàn Quốc ra khỏi danh sách các nước được hưởng ưu đãi về thương mại do căng thẳng quan hệ song phương liên quan đến vấn đề lao động cưỡng bức. Sau những nỗ lực hàn gắn quan hệ song phương thời gian qua, đến tháng 3 năm nay, hai bên đã cam kết khôi phục quan hệ thương mại. Hôm qua, Nga khẳng định sẵn sàng quay trở lại thực thi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen với điều kiện các điều khoản cuối cùng phải được đáp ứng. Đồng thời, Moscow tiếp tục xuất khẩu lương thực có tính đến các mối quan tâm của các quốc gia có nhu cầu. Trả lời họp báo, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Voroshilov đã nêu ra một số các điều kiện của Nga, đó là đảm bảo việc di chuyển an toàn và có thể kiểm chứng các con tàu đến các cảng trên Biển Đen, hoạt động bình thường của đường ống dẫn khí ammoniac, kết nối lại Ngân hàng Nông nghiệp Nga với hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Theo ông Voroshilov, Nga đã vạch ra các tuyến đường mới để xuất khẩu ngũ cốc sau khi chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen và Ukraine đe dọa đánh chìm tàu đến Nga. Ông nhấn mạnh bằng cách này hay cách khác, hoạt động xuất khẩu nông sản của Nga sẽ tiếp tục. Ông cho biết Nga đã chuyển hơn 900.000 tấn ngũ cốc tới các nước châu Phi có nhu cầu cấp thiết. Cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho hay các cuộc thảo luận theo dự kiến giữa ông và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ mở đường cho việc khôi phục sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Ông đồng thời kêu gọi các nước phương Tây cân nhắc những yêu cầu của Moscow. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo số ca mắc sốt xuất huyết đang gia tăng trên thế giới và có thể đạt gần mức cao kỷ lục trong năm nay, một phần do hiện tượng nóng lên toàn cầu đã tạo môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sôi nảy nở. WHO cho biết tỷ lệ mắc sốt xuất huyết đang tăng trên toàn cầu, với các ca được WHO ghi nhận đã tăng lên đến 4,2 triệu ca. Tăng 8 lần so với năm 2000. Trong năm nay, số ca sốt xuất huyết gia tăng mạnh ở châu Âu, trong khi Peru đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở hầu hết các khu vực. Khoảng một nửa dân số thế giới có nguy cơ mắc sốt xuất huyết. Xu hướng ca mắc sốt xuất huyết đang gia tăng một cách đáng lo ngại, đặc biệt ở các nước châu Á, chẳng hạn như Malaysia, Philippines, đã ghi nhận hơn 50.000 ca, và hơn 20.000 ca cũng đang được ghi nhận ở Việt Nam, Thái Lan. Châu Á chiếm tới khoảng 70% số ca sốt xuất huyết toàn cầu. Theo các chuyên gia, khí hậu ấm hơn được cho là giúp muỗi sinh sản nhanh hơn và giúp virus nhân lên gấp nhiều lần trong cơ thể muỗi. Bên cạnh đó, ông Veleudan cũng cho rằng sự dịch chuyển của hàng hóa vào con người, quá trình đô thị hóa đi kèm với các vấn đề về vệ sinh cũng là các yếu tố đằng sau sự gia tăng dịch sốt xuất huyết. Thưa quý vị, ngành hàng không toàn cầu được dự báo có thể đạt lợi nhuận lên tới 9,8 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023. Tuy vậy, các chuyên gia vẫn lo ngại về những rủi ro cản trở đà phục hồi của ngành này, trong đó có tình trạng gián đoạn chuyến bay do sự bất thường của thời tiết hay thiếu nhân công. Không phải các hãng hàng không mà những hành khách là đối tượng trực tiếp chịu tổn thất bởi những chuyến bay bị chậm hay hủy. Nhằm giải quyết những mâu thuẫn phát sinh giữa hành khách và hãng hàng không trong những tình huống ngoài ý muốn, các cơ quan quản lý đã vào cuộc với một số quy định cụ thể để là căn cứ cho các tình huống này.
Khi đại dịch COVID dần được kiểm soát, các hành khách lại được thoải mái đi lại bằng phương tiện công cộng, bao gồm máy bay, nhưng thực tế không mấy thuận lợi. Chuyến bay của tôi là 11 giờ 10, nhưng tôi vẫn ở đây. Bây giờ đã là 2 giờ 10 phút. Đa phần các chuyến bay của tôi đều bị muộn giờ, nhưng chẳng có một sự bù đắp nào. Những hành khách bị chậm chuyến bay đang lấp đầy sảnh chờ. Tất cả đều có tâm trạng khó chịu và mệt mỏi, đặc biệt là những hành khách lớn tuổi. Tôi đã phải ngủ trên sàn sân bay vì chuyến bay đã bị hủy và lý do họ đưa ra là không có đủ nhân lực. Khi bỏ tiền ra mua vé, chúng tôi xứng đáng nhận được dịch vụ tương xứng, ít nhất là chuyến bay phải đúng giờ. Cơ quan chức năng phải vào cuộc sau vô số những phản nàn, nhưng không có câu trả lời thích đáng đến từ các hãng hàng không. Chính phủ Mỹ mới đây cũng có động thái tích cực nhằm giải quyết các chi phí phát sinh và sự bất tiện mà hành khách gặp phải sau khi các chuyến bay bị gián đoạn trên diện rộng vào mùa đông vừa qua. Quy định này yêu cầu hãng hàng không bồi thường cho hành khách, đồng thời trả các chi phí như ăn uống, khách sạn, cũng như đặt lại chỗ trong trường hợp hãng hàng không hủy hoặc chậm chuyến bay. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là mang lại cho du khách ở Mỹ những điều kiện tốt hơn. Điều này liên quan đến sự công bằng. Trước Mỹ, Canada và Liên minh châu Âu EU đã thực hiện các chính sách quy định hãng hàng không bồi thường thêm cho hành khách trong những trường hợp trên. Ở Canada, các hãng hàng không lớn phải trả 400 đô la Canada, tương đương với 300 đô la Mỹ cho một hành khách trong trường hợp chuyến bay trễ từ 3 đến 6 giờ. Khoản bồi thường này tăng lên 1.000 đô la Canada, tương đương với 750 đô la Mỹ nếu chuyến bay bị chậm từ 9 giờ trở lên. Ở châu Âu, một hành khách nhận được khoản bồi thường từ 250 euro đến 600 euro tùy thuộc vào khoảng cách nếu chuyến bay bị hủy hoặc chậm hơn 3 giờ. Các quy định và chế tài xử phạt đã được đưa ra, nhưng vẫn có những ngoại lệ và người chịu thiệt vẫn là hành khách. Tuy có quy định về mức bồi thường, nhưng vẫn có ngoại lệ cho các tình huống ngoài tầm kiểm soát như thời tiết xấu, đình công, khủng bố. Người chịu thiệt vẫn là khách hàng. Theo dữ liệu của Cục An ninh Vận tải Mỹ, lượng hành khách hàng không đã tăng trở lại so với mức trước đại dịch. Ngoài ra, các chuyên gia trong ngành cũng cảnh báo rằng vẫn còn thiếu phi công và kiểm soát viên không lưu, nên tình trạng hỗn loạn tại sân bay như năm ngoái vẫn có thể xảy ra. Hôm qua, chuyên gia của Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cảnh báo các đợt nắng nóng gay gắt có thể sẽ kéo dài đến hết tháng 8 ở nhiều nơi trên thế giới. Chuyên gia WMO cho biết nắng nóng khắc nghiệt sẽ xảy ra thường xuyên hơn và rải rác trong các mùa do tác động của tình trạng biến đổi khí hậu. Nhiệt độ toàn cầu ngày càng có xu hướng gia tăng, khiến các đợt nắng nóng xảy ra với tần suất dài hơn và cường độ mạnh hơn. Nhiều quốc gia, trong đó có Liên minh châu Âu EU, gồm 27 thành viên, đang hy vọng tất cả các nước tham dự hội nghị lần thứ 28, các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28, dự kiến diễn ra vào cuối năm nay, sẽ nhất trí loại bỏ dần việc tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Tình hình nắng nóng tiếp tục diễn biến phức tạp tại Trung Quốc thời gian qua. Đáng chú ý, thủ đô Bắc Kinh đã ghi nhận gần 30 ngày liên tục nhiệt độ ở mức trên 35 độ C. Nắng nóng kéo dài cũng buộc người dân tại Bắc Kinh phải vận dụng muôn vàn kiểu thời trang chống nắng để đảm bảo sức khỏe. Trong suốt thời gian nắng nóng vừa qua, các loại mũ rộng vành, khẩu trang che kín mặt hay áo dài tay được làm từ những chất liệu vải mát mẻ chống tia UV luôn là lựa chọn hàng đầu với người dân Trung Quốc. Tuy nhiên, một số người lại đặc biệt quan tâm tới sự thoải mái của phục trang chống nắng. Có được một làn da rám nắng cũng rất đẹp và một số người còn cố gắng để có được làn da như vậy. Tuy nhiên, mối quan tâm chính của tôi là các bệnh về da hay những vết cháy nắng. Cảm giác nên có khi mặc đồ chống nắng phải là dễ thở và mỏng, nếu không thì rất khó để thở vào mùa hè khi mọi thứ đều ngột ngạt. Một số sản phẩm thậm chí còn tận dụng ngay cả ánh nắng để mang lại sự thoải mái cho người dùng, chẳng hạn như chiếc mũ được gắn quạt nhỏ chạy bằng năng lượng mặt trời như thế này. Tuy nhiên, với một số người khác, họ đơn giản lựa chọn cách không ra đường vào thời điểm nắng nóng, cũng như tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. Tính đến ngày 19 tháng 7, nhiệt độ tại thủ đô Bắc Kinh đã thiết lập kỷ lục mới khi đã trải qua 28 ngày liên tiếp ghi nhận ở mức trên 35 độ C. Nên nhiệt cao như vậy đã buộc chính quyền địa phương thời gian qua phải hối thúc người dân và doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm điện. Bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đến đây cũng đã hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.